Xin chào tất cả các bạn. Như chúng tôi đã cam kết ấy, thì mỗi một tuần chúng tôi gửi cho các bạn 2 video. Nhưng tuần vừa rồi đấy, chúng tôi đã thiếu sót, đó là chúng tôi gửi thiếu một video. Đây là cái thiếu sót của chúng tôi. Và tôi và cộng sự cùng với tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả các bạn. Tôi biết các bạn rất là rộng lượng và chúng tôi sẽ cam kết là chúng tôi thực hiện và kỷ luật 100% với cái cam kết của mình. Chúng ta chỉ làm sai khi mà chúng ta làm sai mà chúng ta không biết là mình làm sai. Còn nếu như chúng ta làm sai mà chúng ta nhận biết là mình làm sai và chúng ta rút được bài học thì khi đó chúng ta không sai cả bạn. Cảm ơn các bạn và chúng tôi sẽ cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc và gửi tới các bạn những video chất lượng nhất để các bạn đạt cái kết quả cao nhất. Xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một kỹ thuật mới, đó là kỹ thuật đá ngang. Kỹ thuật đá ngang được chia ra làm 3 giai đoạn. Từ cái đối thủ, giai đoạn thứ nhất là chúng ta rút gối. Chú ý là chúng ta rút gối trên một đường thẳng, bởi vì con đường thẳng sẽ là con đường nhanh nhất. Giai đoạn thứ nhất là rút gối. Giai đoạn thứ hai là xoay hông, xoay gót và xoay hông. Xoay gót và xoay hông. Chúng ta xoay cái gót chân về hướng tấn công khoảng 120 độ về phía trước. Cái cạnh đầu chân chúng ta hướng về hướng tấn công. Và giai đoạn thứ ba là chúng ta đẩy lực từ dưới bàn chân đẩy lên trên hông và phóng ra cùng với lại cái lực của cổ chân và khớp gối. Chân đi trên một đường thẳng như là chúng ta. Chân đi thì tay đứng ngược vào. Lúc này thì chân chúng ta có thể xoay đến 180 độ. Và kết thúc thì chúng ta sau đó cũng vào cũng trên một đường thẳng và quay về vị trí cũ ban đầu. Sau khi mà chúng ta tập mà ba cái giai đoạn đó liền luyện rồi thì chúng ta bắt đầu kết nối ba cái giai đoạn đó thành một nhịp. Từ đối thủ tiếp theo là chúng ta sẽ ứng dụng cái kỹ thuật đá ngang này vào trong thực chiến, trong thực tiễn. Thì kỹ thuật đá ngang này có hai kỹ thuật căn bản để chúng ta ứng dụng vào trong thực tiễn, đó là kỹ thuật phòng thủ và kỹ thuật tấn công. Và nếu các bạn luyện tập tốt rồi thì chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật này trong tình huống mà chúng ta bay đá để tạo sự bất ngờ. Đối với kỹ thuật phòng thủ đấy, khi chúng ta thủ và khi đối phương và tấn công chúng ta bằng tay hoặc bằng chân thì chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật đá ngang để chúng ta chắn lại. Và chúng ta nhớ là chúng ta thực hiện bằng cái chân trước, tại vì chân trước sẽ gần đối phương hơn và sẽ tạo sự bất ngờ đối phương hơn. Còn đối với kỹ thuật tấn công khi tấn công thì chúng ta cần phải di chuyển áp sát vào đối phương, như vậy là chúng ta sẽ di chuyển cái chân sau về phía sau. Đó, còn chân trước khi mà di chuyển các áp sát vừa đủ cơ ly rồi chúng ta phóng chân trước đá ngang. Đó, và khi mà làm tốt rồi chúng ta sẽ thực hiện nhanh một chút xíu. Và tiếp theo là chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật bay đá. Kỹ thuật bay đá sẽ làm cho đối phương cảm thấy bất ngờ và khi đá gì không thì chúng ta sẽ quan sát đối phương tốt hơn.